Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với phần mềm sản xuất cửa nhôm kính. Thì trong cái video này á, mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách sử dụng cơ bản ở trên cái phiên bản mới nhất nha. Thì nó có những cái trước đây nó có những cái video hướng dẫn rồi. Thì nhưng mà do cái phần mềm nó đã cập nhật lên tới phiên bản hiện nay là đầu năm 2022 rồi. Thì nó đã lên tới phiên bản 7.4 rồi. Thì nó có những cái, một số cái thay đổi á, do đó chúng ta sẽ xem cái video này để chúng ta biết được cái cách sử dụng cho nó phù hợp với phiên bản mới nha. Nhiều khi mình xem video những video trước á thì chúng ta sẽ bỡ ngỡ vì cái giao diện nó hơi khác chút. Rồi thì đầu tiên các bạn cứ mở cái app lên thôi ha, chúng ta cứ mở cái app lên đây đấy, thì chúng ta sẽ đăng nhập vào. Các bạn cứ đăng nhập vào nha. Những cái video về phần đăng ký á, tài khoản á, thì nó đã có cái video hướng dẫn rồi. Các bạn nào chưa có đăng ký tài khoản thì chúng ta xem cái video đăng ký tài khoản, hướng dẫn đăng ký tài khoản á, để chúng ta tạo tài khoản để sử dụng nha. Rồi thì cái giao diện mới của phần mềm á, nó sẽ có một số thay đổi nè. Tức là chúng ta trong cái giao diện này nó sẽ có hình như cái cửa chúng ta thiết kế này, nó có hình cái cửa nó hiển thị sẵn ở đây. Chúng ta nhìn cái cửa chúng ta biết được à, cửa đó là cửa gì ha. Hồi xưa thì những phiên bản trước đây thì nó chưa có cái vụ này đó, nó mới hơn ha. Rồi thì đầu tiên chúng ta, các bạn nhìn xuống bên dưới này, chúng ta đang ở một công trình này. Nghĩa là sao? Nghĩa là toàn bộ cái mục này nó quản lý là những cái cửa chúng ta tạo ra đó cho mỗi công trình. Đó, anh em làm cái thi công á thì chúng ta sẽ phân ra từng cái công trình dự án ha. Thì các bạn sẽ nhìn lên đây đó, chúng ta thấy chữ dự án nè, chúng ta nhấp vào đây để chúng ta thêm bớt dự án hoặc là chỉnh sửa vậy đó ha. Đầu tiên là các bạn sẽ chúng ta sẽ chọn vào đây để chúng ta vào cái mục quản lý dự án ha. Rồi khi mà các bạn chọn vào rồi á thì các bạn nhìn xuống bên dưới nè, chúng ta có một thêm dự án nè. Thì đầu tiên muốn trước tiên chúng ta sẽ thêm dự án để chúng ta làm cái ví dụ dễ hiểu ha. Chúng ta sẽ thêm một cái dự án, tức là cái công trình đó. Rồi chúng ta đặt tên thì dự án này, ví dụ như là nhà ở đi ha. Đó, nhà ở rồi chúng ta ok. Rồi thì khi một cái dự án mà mới tạo ra thì nó chưa có dữ liệu nè, nó báo chưa có dữ liệu, tức là dự án này đang trống nè, chưa có cửa nào hết á. Đấy thì các bạn nhìn xuống bên dưới thấy chữ nút thêm không? À, chúng ta sẽ thêm một cái cửa vô ha, thêm một cửa trong cái dự án này. Chúng ta tạo một cái cửa đây, nhấn nút thêm. Rồi thì nó sẽ có cái qua cái phần cái mục là chọn hệ nhôm nhựa nha. Đó, chúng ta cứ chọn một cái hệ nhôm. Ví dụ ở đây là bạn sẽ chọn một cái, ví dụ như tôi chọn là nhôm Sitfa nhập khẩu ha. Đó, rồi chúng ta chọn nhôm Sitfa nhập khẩu. Rồi khi mà bạn chọn một cái hệ nhôm như vậy á, đó thì nó sẽ hiện lên cho mình tiếp theo là một cái bảng chọn mẫu cửa nha. Cái này là cái mới nhất nè, hồi xưa những cái phiên bản trước nó chưa có vụ này ha. Đó, thì nhiều anh em là thích chọn mẫu sẵn nha, đơn giản đây thì khỏi phải tạo, nó mất thời gian nha. Chúng ta có đầy đủ các cái mẫu có sẵn nha, cửa sổ nè, cửa đi, cửa lùa đấy. Đó, những cái mẫu vách, những cái mẫu chia đố nè đấy. Thì và các bạn nhìn xuống bên dưới nè, chúng ta sẽ thấy được là có thiết kế tùy ý nha. Nghĩa là nếu mà ông nào muốn chọn mẫu thì chọn thôi, hoặc từ chúng ta chọn mẫu rồi chúng ta thiết kế lại, hoặc là chúng ta thiết kế từ ban đầu luôn, tức là thiết kế tùy ý nè. Ở đây thì tôi sẽ chọn mẫu nha. Đầu tiên là tôi sẽ chọn một cái mẫu cửa đơn giản một cánh thôi, cho chọn vào đây. Rồi thì ngay lập tức nó sẽ tạo cho mình một cái cửa mẫu. À, chiều cao đây, à, chiều rộng đây ha. Rồi thì chúng ta đang ở trong cái màn hình thiết kế nha các bạn, chúng ta đang ở trong cái màn hình thiết kế này. Thì các bạn sẽ nhìn xuống bên dưới nè, rồi chúng ta sẽ để ý thấy trong cái phần thiết kế này nó sẽ có chia ra làm rồi làm bốn cái chế độ chọn ha. Thì đầu tiên là hệ cửa nè, hệ cửa để chúng ta chọn khung bao của nó. Ví dụ nè, để tôi sẽ
nói chi tiết qua từng cái cho chúng ta dễ hình dung để chúng ta nắm được, chúng ta sử dụng phần mềm ha. Thì đang hệ cửa này, ví dụ các bạn đây là một cái cửa đơn thì chúng ta có thể chọn, chúng ta thấy cái nút màu xanh đây, mũi tên này, nghĩa là chúng ta mở rộng cái cửa này sang thêm một nhịp nữa đó, các bạn sẽ mở những cái mở rộng qua đây, các bạn nhấn qua đây rồi thì nó sẽ thêm cho chúng ta một cái một cái ô khác, có thể là ô chết hay là cái cửa gì đó thì chúng ta tùy theo cái thiết kế chúng ta, và thêm một cái nhịp nữa thì các bạn sẽ chọn vào cái vùng này đó để chúng ta chọn cái hệ cửa cho nó. Ví dụ tôi chọn vào nha, rồi thì nó đang là ô trống nè, thì chúng ta sẽ chọn cho nó là ví dụ như tôi nói là hệ vách đó, hệ vách ok. Thì các bạn có thấy không, nó sẽ là cái hệ cửa này, nghĩa là một cái ô này, nghĩa là nó đang là vách. Một cái ô này các bạn chọn vào đây thì nó sẽ ra là cửa đi mở quay, mở quay ngoài nha, đây nó hiển thị thiếu đó, hay là mở ngoài này rồi. Trong trường hợp các bạn muốn xóa đi á, chúng ta xóa đi thì chúng ta làm sao, xóa này đi chúng ta làm sao, chúng ta cứ chọn lại nó thôi và chúng ta chọn về ô trống ha, chúng ta chọn ô trống nè và ok. Thì chúng ta sẽ xóa đi thôi, đơn giản ha. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ có chọn kích thước cho cái ô này nữa đó, kích thước của cái cửa này hoặc là cái ô này, chúng ta chọn kích thước này đi, chúng ta chọn vào đây và nhấn là sao tất rồi ok. Rồi thì các bạn sẽ hiểu hệ cửa ha, hệ cửa nghĩa là sao, hệ cửa trong phạm vi một cái ô này đó, các bạn sẽ chọn cho nó là có thể là cửa đi nè, cửa sổ nè, hoặc là hệ vách đó. Rồi đây tôi ví dụ là tôi sẽ xóa cái này đi, các bạn sẽ xóa cái trục này đi bằng cách nhấn vào nút đỏ nè đó, các bạn thấy không. Rồi các bạn mở lên trên nha, và thêm những nút màu xanh này đó, các bạn mở lên trên rồi các bạn sẽ kích thước của nó là ví dụ như là 500 rồi các bạn chọn vào đây đó, các bạn chọn cái hệ cửa cho cái ô này là vách đó. Rồi chúng ta sẽ có, chúng ta hiểu nguyên lý ha của cái hệ cửa ha, là tức là chúng ta đang trong chế độ thứ nhất nè, là chúng ta chọn hệ cửa cho từng ô đó. Nó là khung bao đó, nó là có thể là vách, là cửa đi, cửa sổ, cửa lùa. Rồi qua phần thứ hai á, qua phần thứ hai đây, để tôi ví dụ thì tôi sẽ mở rộng cái cửa này ra, tôi mở rộng cái cửa này ra, chọn vào đây, tôi cho nó là 1m4 rồi. Đương nhiên 1m4 một cánh rất là lớn ha. Rồi thì các bạn cái phần chia khung nè, chia khung nè, chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần chia khung nè. Đấy, chia khung nghĩa là sao, các bạn kích hoạt cái chia khung lên đó, thì các bạn sẽ nhìn lên bên trên nè, chúng ta sẽ thấy nó sẽ có những cái đố, đố ngang nè, đố đứng nè, và bật tắt kích thước. Chúng ta chỉ quan tâm đến ba cái này thôi nha. Rồi các bạn sẽ chọn vào cây đố đứng đi. Rồi các bạn sẽ nhấn vào cái vị trí nào chúng ta cần chia, một là bạn chia khung vách nè của cái ô này, hoặc là bạn chia cái cây ngang của cái khung bao cửa đi bên dưới. Ở đây tôi đầu tiên tôi sẽ chia đứng nha, chọn vào đây, rồi tôi chọn vào đây, rồi các bạn thấy không, nó sẽ có cây đố vách được chia ha. Đó là ý nghĩa của phần chia khung, tức là chúng ta chia cái khung vách hoặc là khung cửa đi, cửa sổ rồi đó, tùy ha. Thì chúng ta sẽ chia cho nó được những cái khung, những cái đố ngang, đố đứng vậy đó. Rồi các bạn sẽ muốn điều chỉnh cái này đó, chúng ta muốn điều chỉnh cái kích thước của cái mấy cái ô chia đố này này, thì chúng ta sẽ bật cái phần mà KT này, chữ KT này các bạn, là kích thước đó đó. Rồi các bạn thấy không, thì ở đây nó đang là chưa đều đúng không, chúng ta sẽ chọn vào kích thước này, rồi chúng ta sẽ cho nó là 7 tấc ha, 1m4 7 tấc ha, các bạn có thể chọn là, có thể gõ là 1m4 này chia 2 nè,
Đó. Ok ha, thì nó đều ha. Rồi chúng ta sẽ tắt kích thước đi. Nếu chúng ta không sử dụng nữa chúng ta tắt đi ha. Rồi tạm thời tôi đợi đây. Rồi ok, các bạn nhớ lưu lại nha. Chúng ta lưu lại nút hình hình nút lưu ở đây, chúng ta lưu lại. Rồi, chúng ta đợi nó lưu lại. Rồi xong rồi đó. Rồi thì chúng ta sẽ xóa cái cửa, chúng ta trở về hệ cửa đi. Chúng ta sẽ xóa cái ô vách này đi. Và xóa cái ô vách bên trên đi ha. Để chúng ta làm một cái ví dụ khác để chúng ta dễ hiểu. Chọn đây, các bạn sẽ chọn ô trống nè. Các bạn xóa đi. Rồi các bạn sẽ chọn một nút đỏ này để chúng ta xóa cái nhịp bên trên đi. Rồi, chúng ta đã trở về cái cửa đơn ha. Các bạn lưu lại. Rồi. Chúng ta sẽ chỉnh cái kích thước cửa này lên cao này. Chúng ta sẽ chỉnh nó lên là 2m6 đi ha. Rồi, 2m6 ha. Rồi các bạn sẽ bật phần chia khung nè. Chia khung. À, thì trong trường hợp mà các bạn muốn dùng cái đố T á, cái đố T mà chia khung đó, cosin pha đó. Chúng ta không nói khung mà chúng ta chia. Thì chúng ta sẽ dùng cái chế độ chia khung nè, các bạn chọn cái đố ngang nè. Đây cái đố ngang. Khi bạn chọn thì nó bật xanh lên thì nó mới đang đang là kích hoạt nha, chúng ta mới sử dụng được nha. Rồi các bạn cứ chọn vào cái vị trí của cái đố chúng ta chọn bất kỳ thì chúng ta chỉnh lại thôi, không vấn đề cả. Chúng ta cứ chọn nè. Đó. Rồi, thì khi mà các bạn chọn chia đố ngang á, thì nó sẽ tạo cho chúng ta cái ô chết bên trên này, và bên dưới nó sẽ mặc định nó sẽ tạo một cái cửa đi, cái ô cửa đi, nó tự tạo chia hai cánh luôn, tại vì nó thấy kích thước này lớn này, nó tự tạo hai cánh luôn, thông minh ha. Rồi chúng ta chọn vào cái kích thước của cái ô chết này, nếu chưa có chúng ta bật lên nha, bật lên đây. Chúng ta chọn vào cái kích thước ô chết này, chúng ta sẽ chỉnh nó về ví dụ như là 500. Các bạn ok. Rồi các bạn thấy không? Chúng ta đã được một cái cửa đi mà có chia đố T. Đó, đố T. Tức là cái ô chết mà liền cửa đó. Chúng ta tắt kích thước này đi. Rồi, chúng ta hiểu cái phần chia khung ha. Rồi đến cái phần thứ ba. Đó là chúng ta sẽ qua phần hệ cánh ha. Đó. Chúng ta sẽ chọn cái hệ cánh. Hệ cánh là gì? Rồi các bạn kích hoạt hệ cánh. Hệ cánh nghĩa là chúng ta chọn cái cánh từng ô, trong từng ô này chúng ta đã chia rồi nè. Tức là chúng ta chọn số lượng cánh đó. Ví dụ như này chúng ta thấy nó là ô chết, ô trống, hoặc là một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh gì đó tùy ha. Chúng ta sẽ chọn vào đây thì chúng ta sẽ hiểu. Rồi thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chọn vào cái chỗ mà hai cánh cửa nè, thì nó sẽ bật lên chúng ta một cái bảng là chúng ta chọn hai cánh nha, nó đang là hai cánh nè. Các bạn sẽ chọn về thử một cánh đi ha, một cánh mở ra trái đi. Rồi ok nè, nó thấy chưa, thì lúc này nó sẽ biến thành là một cánh ha. Đó, tùy dụ như là chúng ta sẽ chọn bốn cánh này, nhưng mà chúng ta sẽ thay đổi kích thước này nha. Chúng ta sẽ thay đổi kích thước này, 1m4 chúng ta sẽ là 2m4 đi ha. Rồi đó, thì chúng ta sẽ chọn vào cái hai cánh này. Chúng ta sẽ chọn cái nó là bốn cánh nha. Ta chọn nó là bốn cánh. Rồi các bạn ok. Đó, thì nó sẽ là bốn cánh. Đó. Các bạn thấy chưa? Tức là nó linh hoạt ha. Rồi trong trường hợp mà anh em mà muốn mà chia cánh lọt á, trong trường hợp hai cánh hoặc bốn cánh, nó có trường hợp chúng ta chia cánh lọt á, thì chúng ta lại chọn vào đây. Các bạn sẽ để ý thấy cái phần chia cánh lọt nè. Các bạn sẽ kéo nó về một bên hoặc là bên đây hoặc là bên đây để chúng ta lọt qua, tức là nó một cặp cánh của nó sẽ bị lọt. Chúng ta sẽ kéo như này, chúng ta sẽ chọn là 3862 ha. Thử chúng ta ok. Rồi các bạn thấy không? Tức là một trong một cái phạm vi một cái bên cánh đó, thì nó sẽ bị lọt. Một cặp cánh đó, thì nó sẽ bị lọt một cái là theo tỷ lệ là 3862, 3862% đó. Theo cái bề rộng của nó. Rồi nếu mà các bạn muốn trở về bình thường thì chúng ta nhấn vào đây thôi, chúng ta lại nhấn vào nút chia đều.
chia đều. Rồi nó sẽ về 50 50 ok. Ha. Ok ha. Trường hợp hai cánh cũng vậy thôi. Hai cánh thì các bạn chảo về hai cánh nè. Đó, các bạn chọn kích thước cho nó là 1m6 đi ha. Rồi các bạn sẽ chọn cánh lợp nè. Ví dụ như đây. Đó. Thế thôi. Trong một số trường hợp người ta làm cửa hai cánh mà chúng ta muốn làm lệch á thì chúng ta làm vậy thôi. Rồi cánh nè. Ok, chúng ta hiểu ha. Rồi chúng ta cứ chúng ta cứ chọn nó về là chia đều đi ha. Ok. Rồi các bạn lưu lại. Ok. Rồi chúng ta hiểu cái hệ cánh là cái gì ha. Thì trong cái hệ cánh đó, nó sẽ có thêm những cái phần khác thì chúng ta sẽ làm cái những cái đó chuyên sâu, chúng ta sẽ nói những cái video khác. Tức là nó sẽ có thêm cái phần là bên dưới nè, chỉnh độ hở của cánh cửa này nọ đó và chọn cái phụ kiện cho nó, thì cái đó chúng ta sẽ làm cái video khác để nói. Rồi trong trường hợp mà các bạn cái thứ tư, chúng ta nhìn xuống bên dưới nè, cái là từng cánh nè. Các bạn sẽ thấy một từng cánh, chúng ta chọn từng cánh đi. Thì từng cánh này là như thế nào? Đó. Từng cánh này nghĩa là các bạn chọn chi tiết cho từng cánh này nè. Các bạn có thể chọn chi tiết để chúng ta chi đố cho nó, hoặc là chúng ta thay đổi kính cho nó, thay vì nó là kính người pano hay gì đó. Giả dụ tôi làm ví dụ nha. Bạn sẽ chọn khi mà kích hoạt từng cánh này, các bạn sẽ chọn một cái cánh cho nó. Ví dụ như cánh bên phải đi ha. Rồi thì nó sẽ bật lên cái thiết kế cánh chi tiết. Các bạn muốn nhanh á thì các bạn sẽ nhìn xuống bên dưới này, các bạn thấy chữ chi đấu cánh này nó đang kích hoạt nè, thì các bạn sẽ chọn mẫu, chữ mẫu nè, các bạn chọn mẫu, nó sẽ bật lên cho ta một cái hộp thoại những cái mẫu đấu cánh có sẵn ha. Thì đây nó cũng có mấy mẫu thường gặp, thì chúng ta sẽ chọn cái mẫu số 2 đi. Rồi các bạn sẽ chỉnh kích thước nó lại đó, các bạn nhấn vào kích thước của nó này, các bạn chỉnh lại ví dụ như là 5 tấc thôi ha, cho nó đều 5 tấc đi. Rồi các bạn back về, thấy chưa? Rồi thì các bạn sẽ thấy là đó, nó chia đố nè ha, chia đố cánh nè, tương tự bên đây đó, tương tự như bên đây. Các bạn sẽ chọn cái mẫu cho nó, rồi các bạn chọn mẫu cho nó, ok ha. Rồi cứ tạm thời về đi. Ở đây là nó là 2 đố, đây là 500, đây là 500 nha. Rồi ok. Rồi trong trường hợp á mà bạn muốn trong cái cánh này là nó có pano thì sao? Đó, chúng ta có cái pano đây, thì chúng ta làm như thế này, chúng ta chọn vào từng cánh đi ha. Rồi chúng ta tắt kích thước đi. Rồi các bạn ví dụ như bạn chia một cái đấu đứng cho nó đi ha, đứng ở giữa đi ha. Rồi bật kích thước lên, bạn cho nó là 3 tấc thôi. Rồi riêng cái ô này là bạn muốn nó là pano, thì các bạn sẽ nhìn xuống bên dưới nè, kính và nẹp nè, các bạn chọn kính và nẹp. Rồi các bạn sẽ chọn một cái ô mà các bạn cần làm pano đấy, pano ngang đi ha. Rồi các bạn ok, chúng ta sẽ có được một cái cửa của pano rất là đẹp ha. Rồi vậy đi cho nó lạ. Rồi thì tương tự như cái cửa bên kia ha, cánh bên kia chúng ta cũng làm luôn như vậy đi cho chúng ta dễ hiểu. 300, khi các bạn chọn kích thước, các bạn chịu khó mà zoom lên, zoom to lên như vậy nè, chúng ta chỉnh kích thước cho nó, chúng ta chạm vào cho nó dễ, nó không bị trùng ha. Rồi tắt kích thước đi, chúng ta chọn vào cái phần bên dưới nè, kính và nẹp. Rồi các bạn chọn nó là, rồi chúng ta sẽ chọn pano cho nó ha, pano ngang, ok. Rồi như cái cánh bên kia ha, ở chết ra cái này nó bị khoan, làm lại cái này nó bị lỗi chưa lưu. Rồi ta chọn là 300, chúng ta tắt kích thước ha, chúng ta chọn kính và nẹp.
Rồi chúng ta sẽ là chọn panel ngang ha. Rồi. Ok rồi. Do nửa chừng có mấy đồng chí điện thoại tới phá cho nó bị lỗi. Rồi, thì các bạn đã hiểu cái phần chi tiết cái phần mà từng cánh này, nghĩa là chúng ta sẽ thiết kế chi tiết từng cánh đó. Chúng ta quyết định là cánh đó là chi đố như thế nào. Đó, rồi có pano hay không, đó, rồi nẹp cắt như thế nào ha. Rồi kính là kính dày bao nhiêu ly. Riêng cái phần kính thì các bạn sẽ trở lại cái phần hệ cửa nè. Rồi các bạn nhìn ở bên trên chúng ta thấy hai cái chữ là kính và LB. LB là gì? Kính là gì? Rồi kính này các bạn chọn một kính này. Rồi thì tương tự á, cái phần chọn kính này là chúng ta chọn kính cho toàn bộ cái cửa chúng ta. Thấy không? Dù rằng là kính 6 ly này các bạn sẽ chọn nó là 8 ly. Chẳng hạn như vậy ha. Rồi cái nẹp, nẹp sinh pha thường thường cắt vuông ha, chúng ta sẽ chọn là nẹp đứng chạy suốt nè. Ok. Rồi. Để cho mắc pano rồi. Nghĩa là chúng ta chọn kính nó sẽ ghi đè lên đây. Các bạn thấy không? Chứ chúng ta chọn cái kính này nó ghi đè lên toàn bộ này là kính. Nó các bạn muốn chọn lại pano á thì các bạn chọn lại từng cánh cho nó. Đã, từng cánh cho nó. Các bạn chọn lại phần pano á. Các bạn hiểu cái này ha. Tức là chúng ta chọn cái kính nó bên phía bên ngoài đấy. Đó, thì nó sẽ ghi đè lên, nó sẽ hiểu là toàn bộ cái cửa này là kính hết chứ không có pano ha. Còn các bạn muốn chọn riêng cái pano cho nó thì các bạn chọn lại. Các bạn hiểu ha. Ví dụ riêng cái ô đây, tất cả đang là kính 8 ly ha. Các bạn muốn riêng cái ô crush này, các bạn ô chết này các bạn làm cho nó là ví dụ như là bao nhiêu? Chúng ta sẽ chia đố cho cái này đi. Chia đố giữa đi ha. Không không cần đâu. Chúng ta sẽ chọn vào đây, từng cánh vào đây. Rồi. Đối với ô chết thì nó không có một chia đố ha, tại vì ô chết là nó chia khung chứ không phải chia đố ha. Thì các bạn sẽ chọn vào đây để chúng ta thay đổi kính như đang là 8 ly đúng không? Các bạn riêng cái ô chết này các bạn chọn là dùng 6 ly ha. Rồi. Đó. Ok đó. Các bạn lưu lại. Thì lúc này á, cái ô chết này chỉ là kính 6 ly thôi, bên dưới là 8 ly ha. Chúng ta sẽ không tin, chúng ta sẽ kiểm chứng lại thôi. Rồi thì đó là sơ bộ cái cách. Các bạn sẽ khoan đi, chúng ta sẽ về cái phần hệ cửa này, chúng ta sẽ về cái phần chia khung nè. Rồi chúng ta sẽ bật kích thước lên. Chỉ hỏi phần về phần hệ cửa nha. Rồi tôi nói phần lỗ ban luôn. Đây lỗ ban đi, LB nè. Kế phần kính là có phần LB là lỗ ban này, các bạn chọn vào lỗ ban các bạn thấy. Rồi, lỗ ban nghĩa là nó lấy theo lỗ ban thước 52 cm nha. Lỗ ban dương trạch đó, nó dành cho những người ta làm cửa đó, thợ mộc ta làm cửa đó. Thì mình nên áp dụng cái tiêu chuẩn cái lỗ ban 52 phân dành cho cửa nhôm nha, nó sẽ chính xác hơn là cái lỗ ban chúng ta thước lỗ ban chúng ta mua ngoài chợ đó. Cái loại đó là loại dành cho mấy cái đồ nội thất thôi. Ghim cửa thì chúng ta nên xài cái lỗ ban 52 phân là lỗ ban theo cái phần mềm này thì nó sẽ chuẩn hơn. Rồi các bạn sẽ xem lỗ ban, bạn chỉnh kích thước nha. Ví dụ như này đang xấu nè, các bạn chỉnh lại ví dụ như là nhiêu đấy cho nó tốt đi ha. Thì khi bạn chỉnh kích thước thì tự động cái cửa này nó co lại, nó sẽ điều chỉnh cần chỉnh lại cái tỷ lệ chia đố trong, nó sẽ tự động nó cần chỉnh lại thôi, chúng ta không quan tâm gì đó. Cửa lớn cửa nhỏ tự động cần chỉnh thôi. Chúng ta sẽ tắt cái lỗ ban đi, bạn lưu lại. Rồi như vậy á thì trong cái video này á, tôi sẽ các bạn thoát ra ngoài phần thiết kế nha. Trong cái video này á thì tôi chỉ nói cái phần cách thức cái sử dụng cơ bản và cách thiết kế cơ bản nha. Còn những cái phần khác thì sẽ có những cái video hướng dẫn mở rộng nâng cao thêm. Nhưng mà trước tiên cái phần khó nhất là chúng ta phải muốn sử dụng, chúng ta phải hiểu là cái phần thiết kế là khó nhất ha. Các bạn sẽ xem cái video này, các bạn sẽ hiểu cái cách thiết kế cơ bản. Rồi thì chúng ta sẽ thoát về cái màn hình của cái dự án này.
thì chúng ta đã có cái cửa chúng ta thiết kế ở đây, nó sẽ hiện hiện lên cái màu hình cửa để chúng ta nhớ cái cửa này là cửa gì ha. Ngoài ra các bạn có thể thêm cửa mới vô nè, đó các bạn thêm cửa mới vô cũng là Sinh Pha đi ha, dụ như bạn chọn là cái cửa này đi, rồi ok các bạn lưu lại, các bạn thoát ra đó, thì các bạn sẽ kéo xuống bên dưới nè. À, chúng ta thấy được dự án mình có hai cửa ha. Rồi cửa nãy của chúng ta này thiết kế là cửa này nè. Rồi chúng ta sẽ đặt tên cho nó, chúng ta trên đây. À, chúng ta đặt tên lại nè. Chỗ này chúng ta nhấn vào đây mình đặt tên lại. À, như là cửa cửa đi chính ha. Ok. Rồi chúng ta thấy còn số lượng không? Ví dụ như bạn có hai bộ đi. À, bạn chọn hai bộ. Rồi. Rồi ngoài ra thì nó có cái gì nữa các bạn? À, ngoài ra thì có một sao chép nè, nghĩa là sao, tức là sau này khi mà chúng ta sử dụng phần mềm nó thành thạo rồi đó, thì các bạn sẽ sao chép nó ra một cái dự án khác, các bạn tạo một cái dự án, các bạn sao chép nó ra để chúng ta khỏi phải mất công chúng ta làm lại. Ví dụ như cái công trình mới nó có cái cửa, à cái cửa nó, các bạn không có thiết kế mà các bạn sẽ copy những cái cửa khác của dự án bạn từng làm, thiết kế từng làm thì nó nhanh hơn. Ví dụ cửa này đang phức tạp này thì các bạn muốn qua một dự án khác đúng không, thì chúng ta sẽ chọn lên dự án khác này. À các bạn ví dụ như có dự án thử nghiệm nè, là dự án của bạn mới tạo đi chẳng hạn nha, đây đó, thì các bạn muốn sao chép cái cửa của dự án khác qua đây á, thì các bạn sẽ chọn về dự án đó. À, dự án nhà ở của mình đang làm nè đó, rồi các bạn sao chép cửa này qua ha, rồi các bạn nút nhấn nút sao chép nè, đây sao chép, các bạn sẽ sao chép nhấn vô, rồi các bạn đặt tên cho nó là cửa số 2 đi ha. Rồi lên nhớ nè, chúng ta sẽ chọn cái dự án để chứa cái cửa này nghe, các bạn sao chép này các bạn sẽ chọn qua là dự án thử nghiệm, rồi các bạn sao chép nó qua, rồi ok rồi đó. Rồi các bạn sẽ bật cái các bạn sẽ bật cái dự án thử nghiệm lên đây, rồi các bạn chọn vào đây, rồi thì ngay lập tức nó cái cửa chúng ta tạo hồi nãy này nó sẽ nằm đây, nghĩa là các bạn sẽ sao chép được cửa này qua bên cái dự án khác đó, các bạn chỉnh kích thước lại rất là nhanh ha, các bạn có thể bật vào đây, các bạn chỉnh kích thước lại dù cái này cho rộng xíu, à, chẳng hạn vậy ha, rồi bạn lưu lại, các bạn bật nó thoát ra nó. Rồi thì chúng ta sẽ có một cái cửa mới đó, cái cửa mới này nó sẽ rộng hơn. À chúng ta lỡ ta nhấn vào đây rồi, nó xóa đi, lưu lại, rồi ok. Rồi thì vậy thì chúng ta đã hiểu cái cách sơ bộ cái cách mà chúng ta tạo dự án ha, tạo dự án nè, rồi chúng ta thiết kế một cái cửa nè, biết cơ bản các cách thiết kế một cái cửa, rồi sao chép cửa ha, đặt tên cửa, rồi tiếp theo sẽ là tôi sẽ hướng dẫn chúng ta sơ bộ cái cách bóc, chúng ta chạy bóc tách và chúng ta đọc hiểu cái phần bóc tách ha, bóc tách cái vật tư do cái cửa đó. Rồi ok, chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần mà bóc tách cái cửa ha. Thì trong cái dự án của chúng ta nó sẽ có nhiều cái cửa khác nhau. Đó, thì không phải lúc nào chúng ta cũng tính toán và chúng ta bóc tách một lần hết được. Có thể là chúng ta cài tạo cái cửa chúng ta để đó thôi, hoặc là chúng ta so sánh phương án chẳng hạn. Do đó chúng ta trước khi chúng ta muốn tính toán bóc tách thì chúng ta phải chọn tính toán. À, chúng ta chỉ chọn những cái nào chúng ta cần tính thôi, chứ chúng ta không có chạy một lần tất cả hết cái dự án ha. Thì do đó các bạn sẽ nhìn xuống bên dưới thấy cái nút này chọn tính toán nè, đó các bạn chọn vào, thấy không? Thì chúng ta chọn cửa nào thì phần mềm tính cái cửa đó, hoặc là cùng lúc nhiều cái cửa chúng ta có thể chọn này, ở đây là CD04 ha, còn này là cửa đi chính, chúng ta sẽ chọn hai cái này luôn, rồi để chúng ta tính toán hai cửa này luôn, rồi chúng ta sẽ bấm nút chạy nè, nghĩa là chạy cái tính toán vật tư đó, bấm nút chạy, rồi
thì nó sẽ xuất dữ liệu của chúng ta. Thì các bạn để ý bên trên chúng ta chọn cửa nè, chúng ta chọn đúng cái cửa nào chúng ta cần lấy thông tin nha, cần lấy kết quả nha, nhưng dừng nhầm lẫn nha, nhưng chọn đây qua CD4 mà nó khác nè. Không, chúng ta chọn qua phần là cửa đi chính nè. Rồi thì các bạn sẽ thấy cái phần thống kê của nó gồm gì, chi tiết của vật tư thống kê nè. Trên đây đang là phần thanh, đây là phần kính nè, đó là đây nó chia ra thanh nhôm, kính và phụ kiện ha. Trong cái phần phụ kiện thì nó tương đối thôi, nó thống kê những cái nào chính yếu thôi, còn ốc vít hay là gì đó thì không có. Phần phụ kiện thì theo thực tế thôi, riêng cái phần thanh nhôm và phần kính là chính xác tuyệt đối ha. Chúng ta chọn vào thanh nhôm nè. Rồi ở đây thanh nhôm ta sẽ có thống kê là gì, có cái mặt cắt của nó, là mã hiệu của nó, catalog theo nhà sản xuất đó. Rồi số lượng là 2 cây, trọng lượng của nó là 2 cây này là tổng hợp là bao nhiêu đây, 3 ký mấy đây. Rồi hình thức cắt của nó là đây là 1 mét, chiều dài là 1m458, là cắt hai đầu 45 nè, tương tự như vậy xuống bên dưới ha. Đó thì là đố chia khung nè, đố tê nè, cánh nè, ốc chân cánh nè, thấy không? Ngoài ra nó có đố chia cánh nè, không nẹp. Rồi pano có đủ đố động, nẹp vách liền cửa. Rồi thì cái phần kính cũng tương tự thôi, chúng ta đọc chúng ta sẽ hiểu thôi. Mã hiệu kính, số lượng là 8 tấm nè, diện tích của nó, rồi kích thước kính nè, là 4 tấm, là 2 tấm ha. Ở trên các bạn thấy là chia ra nha, kính cường lực 8 ly ha. Rồi dưới đây là 6 ly này nha, chúng ta để ý cái này nha, nó khác nhau. Rồi như vậy thì nó có câu chuyện á, là nếu mà nhìn như vậy chúng ta rất là rối. Đối với cửa lớn, cái số lượng cửa, cái cửa phức tạp á, thì chúng ta nhìn ở đây chúng ta biết được cái chi tiết của nó thôi, thống kê thôi, chứ còn chúng ta cũng không hình dung được cái cây đó là cây đứng, cây ngang, nằm đâu hay là sao để lắp như thế nào. Thì chúng ta sẽ có bên dưới cái mục là bản vẽ, thì nó sẽ minh họa rất là chi tiết cụ thể. Chúng ta nhấn vào bản vẽ nha. Rồi nó sẽ ra là gì, nó sẽ ra bản vẽ gia công, nghĩa là nó để cái thước lên đây luôn. Các bạn đọc sẽ hiểu là đây là khung bao nè, cây ngang nè, đó cây đứng khung bao nè, cây tấu tê là kích thước nó chính xác, kích thước là bao nhiêu đây nè, để chúng ta không bị nhầm lẫn nha. Chúng ta nhanh trong cái việc mà chúng ta gia công, chúng ta lắp đặt đó. Rồi cái phần lật khuôn, riêng lật khuôn thì ở đây không có, tại vì đây không phải là cái hệ dùng cây chuyển như đó, không có lật khuôn nha. Chúng ta chỉ quan tâm là khung bao nè, cánh là nẹp kính thôi, cánh nè. Rồi phần cánh các bạn zoom to lên nè. Rồi cánh này các bạn thấy nè, nó có khung cánh nè, đó đứng ngang khung cánh này, đố chia nè, kích thước cụ thể từng cái đố chia luôn nè, thấy không? Các bạn thấy rất là dễ hình dung nè, tại vì nhiều khi chúng ta thấy cái đố chia nhưng mà cây đó chúng ta lắp ở đâu chúng ta không biết. Ví dụ như là cây đố là 560 nè, thì chúng ta hình dung nó nằm ở đây ha, cây đứng nó nằm ở đây đó, nó kèm theo cái bản vẽ thì chúng ta sẽ dễ dàng, chúng ta sẽ hình dung được cái cách lắp đặt. Rồi phần nẹp, phần nẹp là quan trọng. Chúng ta sẽ biết cây nẹp này chúng ta sẽ gia công sẵn nẹp luôn, cây nẹp này lắp ở đâu có kích thước luôn đó, thấy không, rất là chi tiết ha. Rồi phần kính nè, càng lại cụ thể hơn, kính với pano nè, thì chúng ta biết chúng ta sẽ có thể là chúng ta gửi cái bản vẽ kính này cho cái đơn vị chúng ta đặt kính luôn. Ví dụ như chúng ta đánh lên đây là 8 ly, 6 ly, 8 ly gì đó, thì chúng ta sẽ có, họ có kích thước ở đây luôn. Và khi mà đem về thì khi mà gắp kính vô thì có khi thợ nhìn vô đây có thể là biết luôn cái tấm này lắp ở đâu luôn, không cần phải đánh số liền. Đấy, chúng ta có bản vẽ thì rất là dễ nha. Rồi mình sẽ trở về đi. Rồi bên dưới nó sẽ có cái phần là tổng hợp. Tổng hợp chúng ta sẽ xem sơ bộ là cái hai cái bộ cửa này tổng khối lượng là bao nhiêu nha. Các bạn tổng hợp nè, đó thấy không, là riêng cái bộ cửa đi chính này là nó hai bộ đúng không, hai bộ thì nó là 143 kg nhôm nè, kính thì 9,4 nè, thấy không. Nó sẽ thống kê sơ bộ, tức là khối lượng thành phẩm đó, tức là khối lượng này là khối lượng gia công thành phẩm nha, nó khác với khối lượng cắt nhôm nha. Thì cái phần đó chúng ta sẽ nói sau những cái mục khác ở phần cắt nhôm với báo giá. Rồi thì khi mà chúng ta đã bóc tách xong rồi á,
thì các bạn sẽ có thể chúng ta xuất cái file dữ liệu ra. Đó, ta xuất ra. Đó, nó xuất ra một cái file Excel đó. Đó có hồ sơ gia công của nó. Đây này. Thì khi mà các bạn sử dụng cái phiên bản ở trên máy tính đó, trên cái phiên bản web đó, thì nó sẽ ra cái gia công này nó có hình ảnh cửa nữa. Còn trên điện thoại thì nó không xuất được nha. Trên điện thoại thì do hạn chế về mặt kỹ thuật nó không xuất được cái ảnh cửa trên đây nha, nhưng mà trên cái phiên bản, nếu mà bạn dùng phiên bản web thì làm được chuyện đó. Đây gia công, đây gia công thì nó có thống kê nè, tên cửa, cửa gì, kích thước bao nhiêu nè, số lượng thanh nè, thanh gì, khung bao, rồi đố, chia, cánh nè, dài bao nhiêu, số lượng bao nhiêu, khối lượng bao nhiêu, tổng khối lượng nhôm là bao nhiêu. Đây đó, này tổng khối lượng nhôm của nó là 80 nè, trọng lượng nhôm là 80 nè, rồi diện tích kính nè là 4m1 nè, đó thế thôi. Rồi bạn hình dung ha, tức là chúng ta xuất cái file này, cái file này chúng ta có thể là để dành chúng ta làm, để chúng ta để thống kê, để chúng ta lắp đặt cửa, với lại chúng ta có thể là quản lý tính toán vật tư. Rồi ok, rồi thì ok, thì do cái phiên bản mới phát hành đó, mới nhất hiện nay là năm 2022 đó, là nó thay đổi giao diện với cái cách thức sử dụng cái giao diện, nó có một số các thay đổi ha, cập nhật mới thêm. Do đó thì cái video này nó sẽ giúp chúng ta hệ thống lại thôi, cho chúng ta nắm được cái cách sử dụng, thiết kế sử dụng bóc tách cơ bản trên điện thoại ha. Vậy thì những cái phần khác thì hẹn các bạn ở các video khác nó chi tiết hơn, thì chúng ta gom nhiều quá thì nó dài, video nó quá dài. Vậy đó thì cái video này sẽ kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.